vị, đoàn chúng tôi tiếp tục đi qua những nẻo đường rất là đông khán giả và lá cờ vàng di sản của chúng ta tiếp tục bay phấp phới. Có rất nhiều khán giả đã tiếp tục theo dõi. Phải nói rằng là một ngày đẹp trời, ai cũng vui vẻ hết. Cô Quỳnh mệt chưa? Vui quá hả? Mình nói rằng ngày hôm nay một ngày đẹp trời cho nên là khán giả ra rất đông đảo. Có thể nói rằng đây là con số kỷ lục về khán giả mà mọi người ra đây xem. Lòng và ý nghĩa 150 năm quốc khánh Canada, có thể nói rằng năm nay lễ hội Stampede càng đặc biệt ý nghĩa hơn. Và đây cũng là trung tâm thành phố của Calgary. Calgary đã trở thành một thành phố của Canada từ năm 1881, và đến năm 1886 thì lễ hội Calgary Stampede đã được mọi người suy nghĩ tới. Nhưng mãi đến năm 1912 thì là lễ hội Calgary Stampede đầu tiên được tổ chức tại Calgary Stampede Ground. Và mãi đến ngày hôm nay 135 năm thì Calgary Stampede càng càng lớn mạnh. Quý vị thấy đó, khán giả đi rất là đông, ngay cả một bãi đậu xe thôi mà khán giả ra đứng đủ hết 4 tầng. Và ngày hôm nay trong lịch sử của Calgary Stampede, tà áo dài truyền thống, nón lá, áo dài khăn đóng, áo dài cách tân cùng với lá cờ vàng di sản đã được tung bay phấp phới trên khắp nẻo đường của trung tâm thành phố Calgary một cách ngạo nghễ. Việt Nam,
Việt Nam, Việt Nam! Việt Nam, Việt Nam! Việt Nam.